Vô đây. ついに来たな、優勝候補。早速フラワーゼリーを使ってキノコンの潜在力を覚醒させようぜ。優勝候補？もちろん、ハニヤさんのよ。聞いた感じ。Qua đây. Nuôi con này lên. Chơi sao này? Xoay. Ê cái này khó nha. Mình sẽ thay đúng cái màu như vậy đúng không? Mình là ở trên. Cái này đưa cái này lên trước đi. Đó. No. Thằng tắt lại. Làm sao đưa thằng cu này lên nè. Nó không có trực quan, khó nhìn. Rồi. Cu này cho đi qua. Đó, yeah. Easy vậy. Cái này, cái vàng lên trên. Sẽ tiếp. Sẽ tiếp. Thao tác khó chịu quá. Nó no. Tắt. Mình muốn xây cái cục đen này xuống đây nè là đúng rồi nè. À, có lúc chuyển đổi nè hả? Mình đưa hồng vàng lên trên đi. No 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 no. Xoay. Rồi. Chuyển đổi. À hiểu rồi. Tắt lại cái đi. Nó cho mình chuyển đổi được một cái à. Và cái này mình cho cái tím xuống dưới đây đi. Sau đó mình chuyển đổi cái kia. Đó. Chuyển xuống được luôn hả? Ok. Oh. Cũng hơi dễ. Mấy cái này căng nha. Mấy cái xà sẽ khó hơn. Rồi. Cái con này. Dùng sao chép để sao chép màu. Rồi nó có thêm chức năng sao chép. À mất chuyển đổi mà có sao chép. Okay. Cái này. Sao chép màu con này. Cái này. Sao chép màu con này. Nó dễ vậy ta. Rồi sau đó cái này mình cho xoay. Cho cục này qua đây luôn. Oh, nghệ không. Quá thở luôn. Rồi khỏi. Cái con này. Có cả chuyển đổi lẫn sao chép. Ok. Màu vàng hay nhiều nha. Đưa cục xanh lên đây đi. Sai bảy rồi. À.
Cho nó lên tí. Đó, bây giờ chép màu nè. Cái màu xanh này mình cho thành màu vàng. Ê cha, hết màu rồi. Mình chuyển đổi trước, sau đó mình chép. Ồ, chuyển đổi với một cục ở xa xa mới được. Chuyển đổi. Cái này sao chép màu cái này không đúng. Cái này sao chép màu cái này. Đó. Lấy cái này stay qua đây. Rồi. Đổi màu lên. Nâng cái cục xanh này lên đây. Đó, này. Đó. Nhằm đưa cục xanh lên trên luôn. Đó. Đó. Mình chép màu. Còn một lần chép màu nữa. Cho cục màu xanh này. Cho cục xanh lên trên luôn. Đó. Cái này mình chép xuống. Sao chép màu. Ôi nào. Đây cái này. Đó. Gần đúng rồi đó. Đưa hai cung này xuống. Xoay vào đây. À, cái này. Oh, wow. Cũng xong mà. Nói chung suy nghĩ hồi ra. Rồi đó. Cái này cái cuối cùng chắc khó nha. Quá xa. Cái này căng. Cái này có đặt trước. Để đặt công thức có sẵn vào vị trí tương ứng. Mình đặt trước nghĩa là sao, mình thử cái đây. Đỏ dưới. Cái này đang thiếu một cục tím. Mình làm sao để có một cục tím. Mình thử dùng chức năng này coi. Là gì vậy? Ok, rồi thấy giống giống rồi đó. Mình chuyển đổi cái này nữa là xong nè. Hai này chuyển đổi được nè. Có vẻ dễ vậy ta. Trời, sao cái này easy vậy. Ô, cái cuối cùng vậy mà lại dễ nhất trời. Mình tưởng cái cuối cùng phải là thử thách nhất chứ. Xong. Để một chút mình lưu cái này lại để mấy ạc sao chơi đỡ cực, đỡ phải mò lại từ đầu. Đó, lĩnh tiền.